nhậu chi chít mọi người đấy, đã chưa mọi người, sướng lắm mọi người ạ, chi chít luôn này. Ừ, mai là ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 rồi mọi người. Đấy, đấy là món khoái khẩu của sư phụ. Đây là nhậu ong, rang lá chanh, nhưng mà bây giờ lại còn gói lá lốt. Đấy, xong rồi. Đây chấm. Cho mấy ớt. Cho mấy ớt. Đấy. Xin chào tất cả mọi người nhé. Đây là hai cái sản phẩm chính đấy, mang thương hiệu sản phẩm thực phẩm cao của mấy thầy trò mình mọi người nhé. Thì trên tay mình đây nó là một miếng cao rắn hổ mang đấy. Ở bên này nó cũng là một miếng cao chăn đấy. Thì toàn bộ chăn và rắn hổ mang đều là hàng tự nhiên anh em mình bẫy bắt được. Thì anh em mình đã nấu thành cao và đóng hút chân không một cái túi nhà mọi người nhé. Mỗi một miếng này sẽ là một nạng cao rắn hoặc là cao chăn. Thì cái tác dụng của cao chăn và cao rắn hổ mang này nó đặc trị về vấn đề xương khớp, đau mỏi xương khớp, vai gáy và các khớp tay khớp chân như đau dây thần kinh tọa nha mọi người nhé. Thì sử dụng cái cao chăn và cao rắn hổ mang này chỉ trong vòng từ 3-5 ngày thôi là mọi người đã thấy cái kết quả của nó rất là tốt rồi. Đấy, thì mọi người có nhu cầu về cao chăn, cao rắn để đặc trị những bệnh về xương khớp thì cứ liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình sẽ để trên màn hình của cái video ngày hôm nay. Thế còn đây là một cái sản phẩm rất là tốt, cực kỳ tốt của mấy anh em mình. Tức là đây là toàn bộ đây là lấm lim chi mọi người nhé, tức là lấm lim ấy. Cái lấm lim này thì toàn bộ là lấm lim bao tử, chứ lim này là lấm này là chưa có mũ xòe mọi người nhé. Tức là mình gọi là lúc nào là lấm mầm ấy. Thì cái hiệu quả của nó rất là tốt đấy. Nó đặc trị về các bệnh, về rất là nhiều bệnh, sàng lọc những chất độc trong cơ thể con người mình. Và nó có một công dụng là ngăn ngừa tế bào ung thư, được hiệu quả rất là cao đấy. Các bệnh về tiểu đường, tim mạch, rồi gan, thận đều sử dụng lấm linh chi này rất là tốt. Thì mọi người có nhu cầu về lấm linh chi, cao rắn hổ mang cũng như cao chăn thì liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình nhé. Hello, xin chào tất cả mọi người đang xem video trên kênh của Tem Săn Bắt Ẩm Thực Vùng Cao mọi người nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá. Mọi người ơi, anh em mình đã đi bắt được cái con một cái tổ ong bầu trời về, là bây giờ anh em mình sẽ xử lý và tháo nhộng nó ra. Mọi người thấy cầu nó chưa, một cái tổ ong mà 5 cầu nhá. Nhộng chi chít mọi người đấy, đã chưa mọi người, sướng lắm mọi người ạ, chi chít luôn này. Bây giờ mà kiếm được cái tổ ong như này mà để có nhộng đúng là hơi bị hiếm luôn, mặt trời luôn. Tách tay đi, tách ra đi. Ô, vẫn còn nhiều ong đấy à? Còn nhiều ong lắm. Ong này bây giờ nó hiền lắm rồi. Nhưng mà cũng thế mà nó đốt cho mà chả hỏi sốt rét à. Vẫn hiền đấy. Không mà nó đốt cho thì cũng là thế thôi. Nhộng nó đây. Đậm chất chưa? Rồi, mọi người xem nhộng nó này. Nhưng mà cái tầng này sướng này, này đại. Ê, cái tầng đó. Tầng này nó mới nắm luôn. Trời cực kỳ nặng luôn. Cái tầng này nó phải rơi đến tầm chắc phải đến một lạng đấy. Lạng một lạng luôn. Thôi á. Đấy là rất nhiều luôn đấy chứ. Nhộng này, nhộng mọi người này. Lúc nhá lúc nhúc. Ôi lúc nhá lúc nhúc này. Rồi. Này là tí xào với chanh, lá chanh. Ôi ôi. Tay ra. Nhưng mà như càng tầng vào trong thì nhộng nó càng ít đi phải không? Không phải. Đây nó hóa hết rồi. Đây này, anh phải xem tí nữa xem cái tầng này này. Nó còn dày rít nữa luôn. Đây. Yeah. Ui, nhộng chưa? Rồi này. Đã, diệt mấy con này đi, diệt mấy con này đi. Tổ ong này là đại với cả bành đã cất công trèo lên ngọn cây cao 20 mét đâu. Một cái cỡ đấy. Đây, ngọn và cây keo cao. Nó rất là nguy hiểm là ở trên cây keo mọi người. Nó rất là cao, xong rồi cái cây keo thì nó là cây nó rất là giòn, dễ gãy. Nếu mà mình không chặt xuống thì thôi bó tay đấy nhỉ. Đúng rồi, bó tay thôi. Ui, vẫn đầy ong trong này. Nhiều lắm, trong này vẫn đầy. Nhưng nó hiền không? Hiền cái gì, nó đốt cho hiền. Nó cho tím người luôn. Đấy, thế rồi. Giết mấy lâu. Nó gãy nó ra cho nó bay ra được. Rồi, thôi con này anh nhà mình bóc đi. Nó bóc đi. Đâu rồi. Phê luôn. Hơi bị phê luôn mọi người ạ. Tí anh em mình xào luôn nha. Xào nấu luôn. Ui dồi, giờ mới ra con ong. Mà cái món nhộng ong này là rất là bổ luôn mọi người. Nó có tính mát, vị ngọt tính mát.
Đấy rồi Đại làm đi để cho Phương ngồi làm caramel. Đấy thổi khói nó mới ra đó mọi người. Nói chung là bây giờ nó cũng rất là hiền mà. Này, rồi theo. Nhậu nó này. Dọc dọc phê, dọc 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 này, dọc này. Dọc 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 dọc. Đấy, con này mới là ngọt này mọi người. Ăn luôn. Con này ngọt cực kỳ thôi. Ăn luôn, ăn luôn. Con đấy nó mới là con ngọt nữa. Cực kỳ ngọt luôn. À, bóc, bóc, bóc cái này trước cho mọi người xem đi. Không. Đấy, cái này nó nhiều, để xong cái đấy thì tí nữa mình tắt cam lên mình bóc. Đấy, bóc này mọi người xem, cái này nó nhiều. Dốc xem được không? Vỗ thử nha. Vỗ thử nào. Dỗ này rụng ra đâu đấy. Đấy, rồi đấy, rụng như sung. Sợi ơi. Nó ưa vả. Ký. Trời. Wiu. Ui phê chưa? Ui ui gãy đôi tặc. Bóc thôi rồi mình cái này mình và ong ấy sắp tối rồi, tí nữa mình quay mọi người xem nhá. Đấy mọi người, anh em mình đã bóc xong nhộng rồi mọi người nhá. Một cân nhộng. Khoảng cân nhộng mọi người, làm một đĩa to tướng xào lá chanh. Ngon lắm mọi người ạ. Ngon ơi là ngon luôn. Tê tái con người luôn. Tê thị tái luôn mọi người ạ. Đây mọi người, là nhộng om của anh em mình mới bắt được và làm luôn món ăn cho mọi người xem đây này. Đây là hôm nay mai là ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 rồi mọi người. Đấy, đây là món khoái khẩu của sư phụ. Đây là nhộng ong. Rang lá chanh. Nhưng mà bây giờ lại còn gói lá lốt. Đấy, xong vậy. Đây chấm. Cho miếng ớt. Cho miếng ớt. Đấy, cứ phải làm 2 miếng ớt cho nó rực rỡ. Ô, hôm nay không bị đốt nhỉ? Tổng môn mày, mày thích bị đốt à? Không đốt, đốt ba cho nó đốt cho nó. Đấy xuống. Mọi người ạ, xong rồi tao lại phải chấm tí mặn mặn. Mặn mặn, cay cay, ngọt ngọt, thơm thơm. Toàn toàn. Lại còn đắng đắng. Toàn lại một tí toàn toàn nữa. Biến thức ăn lắm. Nói chung là cái món nhộng ong này. Đi đâu? Tối này về lại. Cái cụ làm non bia đi. Tiên. Đây là thành quả là của thần Điêu Đại nhá. Mọi người nhá. Đấy. Đại gì các anh? Đập đập dai. Ờ đại đập dai à. Cứ làm gấp. Xong lại quấn nó vào như thế này. Chấm mấy cái gì? Ui là nó chảy, nó rơi. Nó rơi cho một tí. Đấy. 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 Chấm nha. Xin mời tất cả mọi người nhá. Đừng dí sắc. Môi nó sắc tẩy. Phải nói là quá ngon. Ngon không, ngon không? Bà Vi ăn đi, ăn nhộng ong đi. Mời mọi người nhá. Bọc ớt vào. Lắm căng quá. Đây, bọc ớt đây. Đây, đây, đây. Ớt biển. Rồi, bọc vậy, bọc vậy. Cho một miếng nữa. Lấy cái xìa to múc hết. Mọi người cho anh Toàn ăn ớt nhá. Hoạt lên. Tôi cay thì bỏ một miếng ăn được. Tôi bỏ miếng á. Chấm đi. Ăn siêu cay. Chấm mấy cái này không? Cấp độ kịch luôn. Nào. Mời mọi người nhá. Ngon, chưa bài. Ngon. Bin ăn đi. Bin ăn đi. Mời mọi người đi. Mời mọi người ăn đi. Mời mọi người. Ngon. Rất hồn nhiên. Chấm mời mọi người ăn. Nào gấp gấp tiếp đi. Ê, ê. Cá ngon không?
Cám này bố đánh đấy, hôm nay đánh là con cá cá to ấy. Sướng không? Làm ít nước. Con sứa. Cao Bành, anh ăn đi, anh ăn đi. Em á? Ừ, ăn đi, ăn mời mọi người. Em mời mọi người nhá, mời mọi người ăn. Đây là vợ của Toàn QN mọi người nhá. Vâng. Hôm nay vợ Toàn có cái áo vàng đẹp, xinh đáo đẻ. Còn Thu ngồi xuống đi. Em cảm ơn. Ông vàng như ông. Vàng như ông. Chị ông đâu đâu mà chị ông còn bán à? Cho 3-4 miếng ớt vào em. Mười cay lắm em ạ. Cay lắm. Đây mời mọi người nhá. À. Ngon không em? Ngon mọi người. Ngon lắm mọi người. Đấy mọi người, mùa mai là Quốc Khánh mùng 29 rồi nên là cả tem mình có ăn bổ sung thêm con gà lướm, gà quay này. Bên này con cá chuối rán bẹp. Nướng. À, nướng bẹp quên mất mọi người ạ. Nướng bẹp. Sao lại nướng bẹp? Thì ấn đây nó bẹp nhè đây. Đấy. Ấy cái đùi ngon cho mọi người. Bánh đi đấy. Cho Bành, yêu quý chú Bành nhé. Ui giời, vì cái đùi to đấy. To mày chứ. To. Đây nhìn em ăn nè. Đây cả Bành nhá. Ăn là phải ăn với cá mọi người ạ. Người khôn ăn miếng thịt tay gà đi, tay dù dằn có ít nhưng mà người mới đi qua ăn miếng này à. Miếng này ấy quá. Nộ nó đi Bành, nộ nó đi. À nóng. Từ anh được. Cái bắt cho thêm miếng ớt. Cho vài miếng đi. Bành phải cho 2 miếng ớt mà. Thêm ớt đi. Đấy. Đấy, được rồi. Camera đây. Ấy, đây nó bắt đầu có điện biết ngay luôn mà. Thôi ăn miếng thôi cho nó cay người ạ. Đại đi mua ngoài mới. Mình mời tất cả mọi người ăn. Ôi trời, mất còn ăn ong mọi người nhá. Tại dưới ớt à? Rồi mất luôn. Ăn dưới ong từ dưới ớt. Cay với sướng phải không? Nhưng mày ngon. Vừa ăn cá chứ phải không? Thế mà nhẹ lắm. Thôi mọi người, video anh em mình xin kết thúc nhá. Chúc mọi người Quốc Khánh mùng 29 vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc nhá. Bây giờ thì mình dừng máy để mình ăn thôi. Xin chào tất cả mọi người nhá. Chào mọi người. Chào mọi người. Từ từ. Phương quay thêm cho tầm khoảng 10 phút nữa. Ừ. Thôi. Còn quay 10 phút nữa còn mỗi cái nịt à? Chào mọi người đi. Bin ở đây em. Bin ở đây. Không chào mọi người à? Bin ở đây em. Bin chào mọi người đi. Tự nhiên bảo cháu Bin ở đây à? Nó bảo nó Bin ở đây nó không chào. Bin đẹp trai. Không chào à? Đọc đến lòng tự trọng rồi. Tạm biệt mọi người nhá. Xin chào mọi người nhá. Bye bye mọi người nha.